Hello, chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi bắt ong cả nhà ơi. Nay phát hiện ổ ong trên cây bần cao quá cả nhà. Phải gần thì mình quay cho cả nhà xem để mình leo lên bắt rồi về mình dắt mật, mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Phải thấp thì mình đem điện thoại lên quay được cả nhà. Này gió cao quá. Rồi mời cả nhà theo dõi nha. Rồi về tới nhà nè cả nhà. Đây thành quả ngày hôm nay cả nhà. Ổ ong đó nó cao mà nó bít tàn hết trơn cả nhà. Bít nắp hết trơn rồi. Quá trời đã luôn cả nhà. Nè cả nhà xem là con mật nè. Mật này nó vàng ẻo hết trơn cả nhà. Để mình lấy đồ rồi mình dắt lần lần cho cả nhà xem nha. Nè cả nhà thấy thèm không? Mình để trong cái thau mình lấy bọc mà chùm cho cái tay mình dắt cả nhà. Để nó lúc trước mình dắt bằng tay không á, có nhiều bạn hoàn ảnh nói là mình làm gì không được vệ sinh. Giờ mình lấy cái bọc mình chùm cho cái tay mình dắt cho nó sạch chút cả nhà. Cái này là phần phấn nữa nha, còn dính lại trong cái cục mật này mình cắt còn sót á, chưa hết á cả nhà. Quá chừng cả nhà. Dắt cái sáp này ra cả nhà. Nhà thấy thèm không? Mật này mình bắt 100% từ thiên nhiên cả nhà, mình không có nuôi được nha. Cái này là ong gừng chứ không phải là ong ruồi như người ta nuôi trong ấy cả nhà. Con này mình bắt không à, mình không có nuôi. Nhưng cả nhà như có ai mua mật bên mình rồi á thì cứ an tâm sử dụng ha. Quá trời ngon. Mật này 100% từ thiên nhiên, mình cũng không có nhiều cả nhà, mình bắt thỉnh thoảng được vài lít vì nhiều bạn hỏi thì mình cũng chia nhưng mà số lượng ít thôi cả nhà, tầm nửa lít trở lại, nửa lít tới 1 lít chứ không có nhiều. Tại vì mình bắt về được 1-2 lít ở sớm người ta lấy chơi cả nhà. Mình bán đồ đâu có đó à, với phần mình đi bắt kiếm thêm chứ này cũng không phải chuyên nghiệp. Ở nhà xài thì cứ an tâm thôi, nhưng có bạn nào đã xài rồi á này dắt ra cái sáp ra cái mình bỏ sáp ở nhà. Nhà thấy mật không? Ổ này nhiều mật lắm nha. Ổ này nó cũng lớn mà nó già rồi, già ngày tháng rồi. Nhìn thấy mặt đó ao. Quá trời ngon luôn. Dắt xong rồi chút mình lượt lại cho cả nhà rồi cả nhà thấy. Mặt rất là ngon. Mặt nếu mà không thiệt cả nhà để tủ lạnh là nó không có đông nha. Chứ không phải như mật ong, nếu mà mật ong nuôi có mấy người mà cho ăn đường á thì nó để tủ lạnh sẽ đóng đường dưới cả nhà. Nếu mà mật ong mà mấy người ta bán mà bán rẻ cả nhà, ham mua rẻ, người ta pha cái đầu ở nhà thử, cứ thoải mái thử để tủ lạnh á, để tủ lạnh là nó đông cứng là cả nhà. Cũng có nhiều cách thử lắm. Nếu mà cả nhà có mà giấy quyến mà giấy vợ giấy hút thuốc á cả nhà, dành cho mấy ông già xưa hút thuốc á, thuốc vấn á, cái nhà lấy mật ong này cả nhà nhỏ lên, nếu mà nó không tan ha, không tan mà nó còn giữ nguyên một giọt ở trên cái miếng giấy á, là đó mật ong mới thiệt cả nhà. Còn nếu mà ông mà pha là cả nhà nhỏ vô một cái là nó sẽ lem ướt miếng giấy. Nhà muốn thử thì ở nhà lấy giấy quyến ra, đầu tiên cả nhà lấy nước nhỏ một giọt lên trên giấy quyến thì cả nhà thấy nó lủng rồi. Sau đó cả nhà lấy một ong nhỏ lên, nếu mà nó không lủng thì đó là ong thiệt cả nhà. Nhưng mà còn cách nữa là khi nhà lấy nước sôi á, để đổ vô cái ly sẵn đó cả nhà, lấy mật ong thiệt rồi nè, cả nhà đổ vô nhà không quậy ha, không quậy thì mật ong nó sẽ lắng nằm ở dưới đáy. Mật ong ra mật ong nước ra nước cả nhà. Chỉ khi nào ở nhà quậy thì nó mới tan ra thôi, còn không quậy thì nó nằm lắng mật ong riêng hết ha. Đó là mật ong chất lượng đó nha.
Còn mật ong ở nhà đổ vô mà thấy nó lãng ra hết trơn, mật ong nó không chất lượng nữa nha. Anh thấy không, cục nào, mật nào ra một nấy ngon một cái mẹ ơi. Này, dắt chút nữa hết rồi, gần hết rồi nha. Ông nhà muốn làm thuốc mà ông thiên nhiên là ngon, là mới chất lượng đó nha. Còn mật ong mà nếu ở nhà uống hàng ngày với cam này kia thì mật ong nuôi cũng được, nhưng mà ông thiên nhiên thì mua cái nhà mua giá thì nó hơi mắc, còn mật ong nuôi thì nó rẻ cả nhà. Nhưng mà lượng đường trong mật ong nuôi rất là cao, mình uống với người dành người tiểu đường thì hạn chế uống mật ong đó cả nhà. Bây giờ mình dắt ra cả nhà, dắt ra xong rồi cái mình lược lại, lược cho nó sạch ra cái tàn nó còn sót là hết cả nhà, lược sạch sẽ là hết cả nhà. Nhiều khi nó còn rớt bụi còn chó. Cái này mình lược ra bằng miếng vải dày cả nhà, không cho bụi nó lọt xuống dưới, mật ong nó mới trong được cả nhà. Nếu mình để như vậy thì nó không được sạch sẽ cho lắm. Thì lúc mình bắt thì cũng có bụi bặm nó rớt vô, thành ra phải lược sạch sẽ là mới được, cho người ta uống mới an tâm chất lượng cả nhà. Chứ mình làm mà mình nhìn cảm thấy nó không ngon, mình uống không được sao người ta uống được. Thành ra mình làm phải sạch sẽ, người ta bán người uống cũng như là mình uống thôi. Nếu mà người ta uống được thì mình sẽ uống được, chứ mình uống không được mà để cho người ta uống thì không được cả nhà. Thấy mà ông rất ngon luôn, mà ông này nó già nên rất ngon đó nha. Tại của ông này nó, ông này đóng nó tầm 2-3 tháng vậy nha, thành ra ông nó già lắm. Dạ, thấy ngon không? Quá trời ngon luôn. Đây cả nhà, thành quả hôm nay mình làm được 2 keo rồi cả nhà. Ổ này là hai keo này cũng tầm chắc trên 3 lít đó nha, tại keo này 2 lít thôi. Cảm ơn cả nhà theo dõi nha. Thôi chào cả nhà, nếu có anh chị em nào có cần xài thì cứ liên hệ cho mình. Mình số lượng không có nhiều, khoảng chừng nửa lít lít có cả nhà, nhưng mà đó là ẩm mật ong chất lượng đó nha.